Hôm nay bạn thế nào? Hôm nay tôi thấy rất tốt. Bạn còn uống thuốc không? Ừ. Tôi còn uống thuốc, ít nhất một tuần nữa. Hôm nay bạn bận không? Hôm nay không bận lắm. Buổi tối chúng tôi đi nhà hàng 57 tầng. Hôm nay kỷ niệm 10 năm gặp nhau. Bạn gặp vợ ở đâu? Tôi gặp vợ ở Hà Nội. Ai nói chuyện trước? Tôi nói chuyện trước. Ở khách sạn Hilton. Chúng tôi uống rượu vang cùng nhau. Ấn tượng đầu tiên là gì? Ấn tượng đầu tiên về cô ấy rất tốt. Tối nay bạn có tặng quà không? Tối nay chỉ đưa vợ đi nhà hàng mắc tiền. Cảnh đẹp lắm. Nhà hàng này nổi tiếng không? Ừ, rất nổi tiếng ở Viên. Nhà hàng này xa không? Không xa lái xe 5 phút. Bạn đặt bàn từ khi nào? Tôi đặt bàn từ 2 tuần trước. Con trai có đi chung không? Con trai cũng đi chung. Nó háo hức đi nhà hàng này lần đầu tiên. Ở Áo thường ăn tối lúc mấy giờ? Ở Áo thường ăn tối lúc 6 giờ. Tôi nghĩ ăn tối lúc 10 giờ không tốt cho sức khỏe.